Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android căn bản được thực hiện tại website mylat.vn. Mình tên là Jacobin, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về demo Radio Button. Về demo ngày hôm nay, mình sẽ hướng các bạn về Radio Button và chúng ta sẽ tạo ra 3 Radio Button gồm Cà phê Trung Nguyên, Nét Cà phê và Lết Việt, và chúng ta chỉ được quyền chích vào một trong ba cái radio button này. Và khi chúng ta chích vào Radio Button Nét Cà phê và chọn kem thì ở đây, và chúng ta lít vào nút chọn thì ở đây sẽ xuất hiện là bạn đã chọn Nét Cà phê cộng kem. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn xây dựng demo này. Radio Button thực chất nó cũng giống như là một cái chip book, nhưng chúng ta sẽ có một cái group về cái Radio Button này để kiểm soát cái việc mà chúng ta chọn các button. Thì về chip book thì chúng ta có thể chọn được nhiều, còn button thì chúng ta kiểm soát là chúng ta cho chọn một trong những cái drop book, một trong những cái button đó thôi. Mình sẽ lấy mẫu hướng dẫn là ở bài tiếp tục ở bài hôm trước. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái test view, mình sẽ đặt tên là test view 1 và mình sẽ gán cái chuỗi bên chin cho bên email. Mình gán cái chuỗi hiển thị, mình sẽ đặt tên chuỗi hiển thị với cái name là câu hỏi 1. Và ở đây mình sẽ hiển thị cái đoạn test mà muốn hiển thị lên màn hình. Ý tưởng bài này có nghĩa là khi chúng ta click chọn vào một cái row button, ví dụ như là button cà phê Trung Nguyên, rồi chúng ta sẽ chọn kem thì nó sẽ xuất hiện ra là cà phê Trung Nguyên cộng kem. Bây giờ mình sẽ khai báo một số cái name, mình sẽ đem name Trung Nguyên để hiển thị lên là cà phê Trung Nguyên. Mình tiếp tục khai báo thêm những cái name khác như là Nét Cà phê với cái chuỗi hiển thị là Nét Cà phê. Bây giờ mình sẽ cho thêm một cái name khác nữa, và mình sẽ đặt tên là Led Việt. Bây giờ chúng ta qua cái layout activity main của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ tiến hành thêm những cái radio button. Ở đây mình sẽ là chin của câu hỏi 1, một cái chin của câu hỏi 1 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ thêm những cái radio button. Thì radio button cũng giống như chatbot thôi, chúng ta cũng khai báo ID, chiều rộng, chiều cao và chúng ta gán đoạn test. Mình sẽ đặt tên là RD Trung Nguyên. Giờ mình sẽ set chiều rộng và chiều cao. Và mình sẽ lấy được cái chuỗi test mình đã khai báo ở bên hầm chin.html. Giờ mình sẽ tạo thêm hai cái radio button nữa dành cho Nét Cà phê và Nét Việt. Mình sẽ đặt tên là RD Nét Cà phê. Và mình sẽ lấy cái chuỗi mình đã khai báo bên trên HTML. Ok,
Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho radio button lấy việc. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử chương trình của chúng ta. Lỗi này là do mình lấy không có đúng tên trong cái trên chép chấm HTML nha các bạn. Mình sẽ coi lại. Vì nếu chúng ta lấy không đúng tên thì nó sẽ hiển thị lỗi. Rồi, mình chạy lại chương trình. Chữ Trung Nguyên mình thiếu chữ G. Ở à, đây mình đã thiếu chữ G, mình thêm chữ G vào. Rồi chạy lại. Sau khi chạy chúng ta sẽ được cái giao diện như vậy. Radio button nó khác cái chatbot là khi chúng ta chích vào thì chúng ta lại bỏ không có được. Các bạn thấy mình là lựa chọn bỏ không có được. Nó không giống như chatbot. Thì để cái kiểm soát cái việc chích của radio button thì ở đây mình sẽ có một cái là radio button drop để kiểm soát, để gom những cái ba cái radio button này, ba cái radio button này thành một cái nhóm và để chúng ta chỉ chích được một trong ba cái radio button này thôi. Chích chọn được một trong ba radio button này. Mình sẽ khai báo ID của cái drop. Mình sẽ đặt tên là drop cà phê. Và mình sẽ tiếp tục khai báo chiều rộng và chiều cao. Khi mà chúng ta gom cái ba radio button đó thành một nhóm đó, thì chúng ta chỉ chích được một trong ba cái radio button này thôi. Giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Bạn thấy không, mình chỉ chọn được một trong ba cái thôi chứ không như hồi nãy là chúng ta chọn ba cái và chúng ta không có bỏ được. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý sự kiện mà khi chúng ta chọn vào radio button. Ở đây mình sẽ khai báo thêm một cái radio button, mình đặt tên cho radio button đó. Mình sẽ khai báo ba cái radio button của chúng ta tương tự như là RD Trung Nguyên, RD Net Việt và RD Led Việt. Và mình sẽ gán ba cái radio button này bằng ba cái ID của ba cái radio button mà chúng ta khai báo bên layout. By ID. Chúng ta sẽ lấy cái name của radio button Trung Nguyên bên layout. Tương tự như vậy cho Net Cà Phê và Led Việt. Và chúng ta sẽ xử lý sự kiện chọn khi chúng ta click chọn vào radio button. Mình sẽ khai báo một cái điều kiện if nếu radio button Trung Nguyên được chọn chỉ kịp và bằng chu nha các bạn. Mình sẽ chửi lại cái chuỗi thông báo. Đây mình sẽ là Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên. Và nếu RD Net Cà Phê
được chọn thì chúng ta sẽ xuất ra thông báo. Xuất ra thông báo là nét cà phê. Và nếu Radar Button Lab Việt được chọn y chí kịch thì chúng ta sẽ xuất ra thông báo là Lab Việt. Xuất thông báo là Lab Cà Phê. Bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình lên để xem chúng ta có xử lý đúng sự kiện hay không. Rồi, chúng ta sẽ chạy chương trình cho mình lên. Mình sẽ click vào cà phê Trung Nguyên. Chọn kem. Chọn. Các bạn thấy không? Bạn dùng cà phê Trung Nguyên kem, mình sẽ chọn qua nét về cà phê. Nét cà phê kem, mình chọn đường luôn. Nét cà phê kem đường. Như vậy mình đã demo xong cho các bạn về Radio Button. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.